Bạn thân mến, nhiều người quan niệm rằng kiếp trước phải ngoái đầu nhìn nhau đủ 500 lần thì kiếp này mới có cơ may gặp lại. Đủ duyên sẽ gặp được nhau, nhưng cần bao nhiêu duyên phận mới có thể ở bên cạnh nhau? Khi đó câu trả lời không nằm ở sự sắp đặt của số phận nữa mà nằm trong chính chúng ta. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Cần bao nhiêu duyên phận để giữ em lại nơi đây của tác giả Vũ Thị Nguyệt Quế. Thời tiết thành phố Prague mùa này rất dễ chịu đến mức tôi đã quên đi mình cáu kỉnh như thế nào khi chỉ vài tuần trước vì mỗi sáng phải dậy thật sớm và lao ra đường với cái mũi nhạy cảm đỏ ửng, không ngừng hắt xì vì lạnh trong màu tuyết phủ trắng xóa cả thành phố. Thật lạ một điều là cái mùa đông khi nàng thời tiết tỏ ra khó ở, chúng tôi lại không được nghỉ mà phải cày cuốc hơn trâu để ôn thi cuối kỳ. Đến giờ, khi ngoài đường nắng thanh thanh vàng mật và bầu trời trong đến mức nếu mà tôi to hơn chút, tôi có thể soi lên đó thì chúng tôi được nghỉ xuân. Nhưng than vãn là một chuyện, thời tiết như vậy quả là phí phạm nếu tôi không trang điểm xinh đẹp ra đường và dạo quanh trêu ghẹo Prague một vòng. Tôi lần đầu biết đến Prague khi còn là một cô bé tuổi 18, loay hoay với ước mơ kiếm học bổng du học trời Tây, và nàng thơ của Cộng hòa Séc hiện ra kịp thời và đúng lúc để đánh gục tâm hồn tôi trong một nốt nhạc với vẻ an bình và cổ kính. Tôi yêu chết dáng vẻ già nua của quốc gia Trung Âu ấy, và tôi biết phải là Prague, không phải là một nơi nào khác. Chính là Prague, trái tim của Séc mới lấp đầy được mảnh ghép tôi còn thiếu trong cuộc đời mình. Quảng trường Con Gà, Old Town Square hôm nay đông vui lạ, nhưng đông vui ở Séc, hay cụ thể hơn là Prague, không phải là để chỉ sự ồn ào náo nhiệt sôi động như ở Sài Gòn hay Hà Nội quê mình, mà nó chỉ đơn giản là để chỉ số lượng đông hơn thường ngày, và những câu chuyện cũng chỉ giả dích rầm rì trong không khí thanh lạnh của sáng sớm. Giờ còn quá sớm để mọi người nghển cổ lên chờ con gà bằng vàng nhảy ra khi chuông điểm 12 giờ trưa, vì mọi sự chú ý, đám đông đều đổ dồn cả vào những gánh nhạc đường phố, tìm cho mình vài giai điệu hay ho. Còn tôi là ngoại lệ, tôi lang thang trong đám đông, tìm tòi những anh chàng điển trai để ngắm, hoặc chụp ảnh up lên Facebook cho chị em ở nhà ngắm cùng. Tâm hồn yêu cái đẹp, tôi chưa bao giờ không có, và tôi luôn tự hào là người rộng lượng biết chia sẻ để cái đẹp có thể lan tỏa và được nhiều người biết đến. Ở vùng đất thủ đô Prague, nơi tinh hoa nhân loại hội tụ này, quả không khó để ra đường và chụp một vài post ảnh những anh chàng điển trai hay cô nàng xinh gái. Nhưng phải chụp lén, vì hành động chụp trộm của tôi với họ là bất thường, rằng thật bất lịch sự nếu tôi chụp ảnh họ mà không xin phép, và thậm chí họ có thể thưa kiện tôi vì tội xâm phạm hình ảnh cá nhân của họ lắm chứ. Có điều, dù chụp rất nhiều, nhưng hên là tôi chưa bao giờ bị ai kiện cả. Phần lớn là vì ít bị phát hiện, hoặc có phát hiện ra thì họ cũng chỉ mỉm cười rất hòa nhã, tiến đến hỏi lý do mà thôi. Quen tay, lần này tôi cũng giơ ống kính lia vòng vòng để tìm kiếm một anh chàng soái Tây, và không bao lâu, lọt vào khung hình của tôi một nụ cười rất tươi với ánh mắt màu xanh ngọc và mái tóc màu nâu hung rực lên dưới nắng. Tôi biết mình không có lý do gì để do dự nữa, tôi bấm máy thật nhanh để lưu lại khoảnh khắc xuất thần đó. Có lẽ là cảm ứng được có ống kính hướng về mình, anh chàng nhanh chóng quay lại tìm kiếm và ngạc nhiên khi thấy tôi đang giương máy về phía mình. Anh ta bối rối cúi đầu đắn đo một lúc, nói với bạn anh kế bên điều gì đó rồi tiến lại gần phía tôi. Tôi biết mình bị phát hiện, cũng không lùi mất mà ngược lại đường hoàng đứng đó mỉm cười chờ anh ta tiến gần. Khi khoảng cách giữa chúng tôi đủ gần để có thể giao tiếp và đủ xa để giữ lịch sự giữa những người lạ, anh ta nở nụ cười tươi lần nữa, chìa tay ra và nói với tôi bằng âm giọng tiếng Anh chuẩn mực khàn khàn. Chào em, thời tiết hôm nay thật đẹp. Tôi là Ryan, rất vui được làm quen. Xin chào, tôi là Kylie, rất vui được gặp anh. Tôi đáp lại cũng kiểu cách, y như mấy mẫu hội thoại điển hình mà sách dạy tiếng Anh viết nhan nhản, nhủ thầm, cảm giác như mình đang quay trở lại ngày bập bẹ tiếng Anh học giao tiếp vậy. Có lẽ vẻ mặt của tôi lúc bất giác nghĩ thầm quá khôi hài, anh chàng lại bật cười lần nữa. Và khi ánh mắt tôi lia sang phía anh ta cũng đằng hắng ngăn điệu cười và vào chủ đề chính với tôi sau mấy câu chào khách sáo. Kylie à, vừa rồi tôi đứng ở bên kia đường, có thấy em giơ máy ảnh về phía tôi, có thể hỏi vì sao lại chụp tôi không, nhiếp ảnh gia?
Những câu hỏi kiểu này, tôi cũng không cần động não suy nghĩ mà miệng đã tự động đáp lại theo mẫu câu đã nói cả chục lần mỗi khi chụp trộm bị phát hiện. Ây, thực sự xin lỗi anh, tôi có tật thích chụp ảnh con người và phong cảnh tươi đẹp ở thành phố này. Vừa đúng lúc ống kính bắt gặp được khoảnh khắc tự nhiên của anh nên vô tình bấm máy. Anh có muốn xem ảnh không? Nó thực sự rất đẹp đấy. Và yên tâm, tôi sẽ chỉ sử dụng tấm ảnh để góp thêm vào bộ sưu tập của mình, chứ không có mục đích xấu gì. Nếu anh không đồng ý, tôi có thể xóa ngay. Vậy sao? Tôi không chỉ muốn xem mình bức ảnh của tôi, mà còn muốn xem cả album em đã chụp về Broadway quê hương tôi đấy. Có thể chứ? Chết thật, tôi chưa gặp tình huống này bao giờ. Bình thường nói câu đầu xong là kiểu gì họ cũng chỉ cười cho qua, hoặc hứng thú thì xem ảnh và thảo luận về lịch sử văn hóa Séc với tôi vài câu thôi. Làm gì có ai đòi xem cả album? Nhìn tôi giống người đi đâu cũng treo album trên người à? Mà có xem thì cũng chỉ toàn ảnh những anh chàng điển trai, phong cảnh chỉ là yếu tố phụ. Tôi giật thót trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thành thật gãi đầu đáp. Xin lỗi, tôi không mang theo album đó, chỉ có thể cho anh xem ảnh tôi chụp anh thôi. Nếu anh không muốn, tôi có thể xóa. Còn chưa kịp nói hết câu, anh chàng đã nháy mắt tinh quái cười với tôi bảo. Không sao, cho tôi cách liên lạc với em. Tôi muốn hẹn cùng em trao đổi về đất nước và con người quê hương tôi. Tôi thật sự muốn biết điều gì đã khiến một cô gái châu Á như em có tình yêu với Séc như vậy. Không phiền em chứ? Dù lòng tôi rất muốn đáp rằng đúng là phiền to, đầu óc thì quay mòng mòng toát mồ hôi tìm cách ứng phó. Fan này kiếm ảnh mạng đưa cho anh ta chắc. Nhưng vẻ mặt lại thản nhiên biểu hiện vui mừng trao đổi số điện thoại với anh ta. Quỷ thật, còn cách gì nữa đâu. Hai ngày sau đó, tôi cứ thấp thỏm lo âu chờ cuộc gọi của Ryan. Thậm chí còn bắt đầu công cuộc gom nhặt ảnh chụp phong cảnh của Bra từ lũ bạn đại học, để nếu anh ta có hỏi đến còn có cách ứng phó. Đến ngày thứ ba, lời cầu nguyện đều đặn rằng Ryan hãy quên tôi đi mỗi tối trước khi đi ngủ đều vỡ tan thành bong bóng khi tôi nghe giọng khàn khàn quen thuộc kiểu cách ở đầu dây bên kia. Xin hỏi đây là số của Kylie phải không? Quán cà phê Rosie là một ngôi nhà lớn bằng gỗ. Trước cửa có treo lủng lẳng hai chiếc chuông bạc nằm trong con ngách nhỏ ven sông Vintava. Nhìn thẳng ra cây cầu Charles nổi tiếng là chứng nhân lời ước nguyện tình yêu lãng mạn bậc nhất của Séc. Sở dĩ tôi có mặt ở đây vào lúc chạng vạng này chỉ bởi cú điện thoại chết tiệt của Ryan có trí nhớ dai dẳng hẹn thảo luận về quê hương tươi đẹp của anh ta. Tôi nhìn qua tấm kính khung cảnh đẹp như mộng của thành phố lúc lên đèn, rực rỡ tráng lệ và mờ ảo. Dù đã sống ở đây hơn 3 năm, nhưng đôi lúc nhìn những khung cảnh quen thuộc đã ngắm cả trăm nghìn lần ấy, vẫn bất giác chìm đắm cảm thán không dứt ra được. Vô thức lại nhớ đến quê nhà, nơi con sông cũng rộng lớn mênh mông và thành phố thì lộn xộn, ồn ào và náo nhiệt theo cách rất riêng mà ở Bra cổ kính đáng mến nơi này tôi không bao giờ có thể tìm thấy. Yêu Bra cũng yêu thành phố quê nhà và biết đâu sau này sẽ yêu thêm một vài thành phố khác nữa. Đôi lúc tôi hay phớt lờ nếu bất chợt nghĩ đến chỉ còn vài tháng nữa học xong tôi sẽ quay về, ở lại hay tiếp tục khám phá những vùng đất khác. Nhưng lần suy nghĩ này không cần tôi tự lừa mình lảng tránh nữa. Cánh tay chạm nhẹ vào vai tôi đã kéo tôi ra khỏi những luồng tư tưởng hỗn loạn. Tôi nhìn thấy Ryan đi về phía ghế đối diện với tôi. Vẫn nụ cười tươi rạng rỡ, đôi mắt xanh ngọc và màu tóc trầm hơn dưới ánh đèn dịu dịu của quán cà phê, anh ta nhanh chóng chào hỏi tôi. Tỉnh lại sau cơn hỗn loạn bần thần, trong hương nước hoa thoang thoảng, phảng phất sau cánh tay anh ta chạm nhẹ vào vai tôi ngẩng đầu. Lần đầu tiên cười thật chân thành tươi tắn với anh ta, cũng lần đầu tiên ngắm nhìn anh ta thật kỹ. Ryan thực sự rất đẹp trai, nét đẹp cuốn hút của người châu Âu đi cùng phong cách ăn mặc lịch lãm, tử tế khiến tôi có cái nhìn thiện cảm thực sự về anh chàng. Lần này anh ta mặc sơ mi xanh nhạt và quần jean, không còn quần rộng và áo hót đi bụi bặm như lần đầu gặp nữa. Chúng tôi bỏ qua màn giới thiệu bản thân và trò chuyện cứ như thể chúng tôi là những người bạn thân thiết lắm, hôm nay mới có dịp gặp mặt vậy. Ryan là một anh chàng thân thiện và hài hước, tôi cũng không phải kẻ ít nói, vì vậy chúng tôi nhanh chóng cuốn hút lẫn nhau vào những câu chuyện phiếm về đất nước, con người và văn hóa của quê hương cả hai. Và khi tôi có ảo giác rằng Ryan thực ra là một người bạn thân mà tôi đã lãng quên mất, nay tìm lại được, vui mừng như gặp tri kỷ trên đất người. Bỏ qua mọi bất mãn ban đầu với anh ta thì Ryan hóm hỉnh gợi lại lý do chúng tôi có cuộc hẹn hôm nay. Kylie,
Tí nữa thì quên, em không định cho tôi xem bộ sưu tập ảnh về đất nước và con người Séc qua ống kính của em sao? Mặc dù lý trí nói cho tôi biết, Ryan không thể nào biết sự thật rằng bộ sưu tập ảnh về đất nước, con người Séc chỉ là cái ngụy trang cho bộ sưu tập những anh chàng điển trai ở Séc, đúng nghĩa nhưng về mặt cảm tính. Nhìn thấy nét tinh quái trêu chọc trên khuôn mặt anh chàng, tôi có dự cảm như anh ta biết hết mọi chuyện của tôi vậy. Cho rằng Ryan cũng đã khá thân thiết với mình, tôi bèn thành thật tin theo trực giác. Lôi ra thẻ nhớ chứa đựng bộ sưu tập những anh chàng điển trai tôi chụp được trong 2 năm sống ở Prague. Xin lỗi anh, lúc đầu lừa anh đấy, không có bộ ảnh phong cảnh, văn hóa gì hết. Tất cả là ảnh của những anh chàng điển trai em chụp trong hơn 3 năm ở đây. Anh vừa mới được vinh dự gia nhập đó. Vừa nói tôi vừa lướt ảnh cho anh xem. Ryan thoáng tỏ ra ngạc nhiên, rồi chăm chú xem ảnh. Và cuối cùng, anh ta ngẩng lên nhìn tôi cười thật tươi. Anh ta vỗ vai tôi rồi nói: Cô gái can đảm, dám nói ra sự thật và nhận lỗi. Nếu em nói thật, phải chăng anh cũng nên nói thật đi? Có phải anh biết điều gì đó về album bí mật này của em không? Lạy Chúa, cô gái châu Á nào cũng đều thực sự rất nhạy cảm và thông minh. Đúng vậy, tôi đã tình cờ gặp em nhiều lần rồi. Để nhớ xem nào. Trên cầu Chark, chỗ quảng trường Con Gà. À đúng, cả lâu đài Broadway nữa, nhiều nhất là quảng trường đó. Anh nhìn tôi, nhấp ngụm cà phê đen đắng và tiếp tục cười nói: Lúc đầu tôi cũng không để ý đến cô gái tóc đen mắt đen là em. Sau vì em hay chụp trộm bạn tôi và những người xung quanh, tôi tò mò thì thấy những người em chụp đều có một điểm chung. Điểm chung là giống như tôi, đẹp trai. Tôi giờ khóc giờ cười, giơ tay đầu hàng. Em sai lầm rồi, chụp sai người rồi. Ryan, anh bớt giùm em đi. Ryan chỉnh sửa cổ áo, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lại. Tôi cũng bất giác nghiêm túc theo anh ta. Không hề sai, em chụp rất đúng người đấy. Tôi đã phải đợi bao lần mới có thể vào được khuôn hình của em chứ. Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ chụp tôi cả. Thật tình cờ, nếu không có bức ảnh, chúng ta cũng không thể làm bạn như bây giờ, phải không? Tôi ngẫm nghĩ thật kỹ lời Ryan nói. Quả không sai, thành phố Prague rộng lớn, phải có duyên lớn đến cỡ nào tôi mới có thể va vào anh nhiều lần như thế. Cũng cần cơ hội lớn đến đâu để hai người xa lạ trở thành người bạn thân thiết sau giây phút vô tình lọt vào ống kính của nhau. Ryan và tôi, duyên phận giống như thật tình cờ, cũng thật đủ sâu sắc. Tôi không ngừng cảm thán thế giới này kỳ diệu, rằng ngoài kia liệu có nhiều người nhờ duyên phận trở thành quen thân như chúng tôi không nữa. Tôi nháy mắt với Ryan, cười thật tươi. Ryan, anh vừa nói muốn học tiếng Việt phải không? Vậy từ đầu tiên em dạy anh cũng phải nhớ kỹ nhé. Đó là hai chữ, duyên phận. Nào đọc theo em, lát sẽ giải thích cho anh nghĩa của nó. Hôm nay là chủ nhật, là ngày cầu nguyện của Ryan tại nhà thờ. Anh ta nằng nặc đòi tôi phải thức dậy sớm để đi theo anh, dù rằng tôi nói đã từng tham dự nghi lễ buổi cầu nguyện rồi và tôi không có hứng thú với tôn giáo lắm. Ngồi trên băng ghế của nhà thờ, chắp tay như con chiên ngoan đạo và gà gật, tôi nghe thấy Ryan thì thầm vào tai tôi: Này, đừng có giở trò nhé. Tôi biết thừa là em nhắm mắt để ngủ, chứ chẳng hề cầu nguyện. Mau mở mắt ra đi. Anh có thể cầu nguyện thành tâm và mặc kệ tôi được chứ. Dù sao tôi cũng đâu có theo đạo. Tôi giở giọng ngái ngủ vì lúc sáng bị đánh thức sớm quá. Dù sao cũng không sợ Ryan giận vì chúng tôi đã quá hiểu tính nết của nhau. Anh thừa biết phút trước tôi có thể oh my god, nhưng phút sau có thể lập tức niệm A-di-đà Phật, thần linh ban phước, Hallelujah, thậm chí lúc cuống quá tôi sẽ gọi tất cả. Ryan mỉm cười bất đắc dĩ nhìn tôi, chắp tay lại và không nói gì nữa. Tôi coi đó là sự chịu thua của anh, nhưng bất chợt anh nghiêng người sang tôi rồi nói: Tôi chỉ muốn cho em thấy vẻ đẹp của một tôn giáo, cũng là kết tinh của văn hóa. Chẳng phải em vẫn luôn yêu thích và tìm hiểu về văn hóa à? Sao lại bỏ qua một vẻ đẹp hiển hiện và giàu giá trị như tôn giáo chứ? Tôi im lặng nhìn anh, bất giác chăm chú vào nghi thức nghi lễ của buổi cầu nguyện hơn. Kết thúc buổi lễ, chúng tôi đi dọc theo hành lang nhà thờ. Ryan im lặng suốt quãng đường, thật không giống anh của ngày thường. Tôi cũng kiên nhẫn sóng vai với anh, nhìn nền đá đen bóng dưới chân và những bức tường cao chót vót của lối kiến trúc cô thích làm con người có cảm giác nhỏ bé và choáng ngợp khi đứng cạnh, cho đến khi anh lên tiếng: Kylie, em đã từng kể với tôi rằng
Em đến với xác, đến với thành phố Paraguay này, thậm chí gặp tôi cũng là duyên phận. Vậy em có thể cho tôi biết tôi cần bao nhiêu duyên phận để giữ em ở lại thành phố này với tôi không? Còn như anh từng khen những cô gái châu Á anh từng gặp đều thông minh và nhạy cảm, xem ra anh cũng vậy. Tôi không thực sự trả lời câu hỏi của anh. Tôi còn đang bận thán phục khả năng suy luận của anh từ những lúc tôi buột miệng nói nhớ nhà và sự lưỡng lự của tôi khi không biết quyết định sẽ chọn Pra để ổn định cuộc sống hoặc trở về quê nhà yêu thương để cống hiến và xây dựng, hay sẽ lại xách vali lên đến nhiều thành phố khác nữa để bắt đầu trải nghiệm. Anh đều đoán được hết. Câu hỏi ấy đã không ngừng lặp đi lặp lại trong tôi khi chỉ còn vài tháng nữa là tôi sẽ tốt nghiệp. Và chưa bao giờ, ngay lúc này, chính anh khiến tôi suy nghĩ lại nó một cách cẩn thận như vậy. Tôi im lặng, anh cũng im lặng theo, giống như câu hỏi anh đặt ra chưa từng tồn tại. Pra là quê hương thứ hai của em, chưa giây phút nào em ngừng yêu nó cả, giống như khi em gặp anh, chưa bao giờ ngừng thích anh cả. Tôi dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào anh, vì ngược sáng, tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt khôi ngô ấy. Nhưng chắc hẳn anh nhìn ra sự do dự trong tôi chứ. Quê hương em, nơi em gắn bó 18 năm, nơi đó có ba mẹ, người thân của em. Nơi đó cần em góp chút sức nhỏ bé để lớn lên từng ngày. Nơi đó không trù phú như Pra, nhưng nó thực sự hoàn mỹ trong mắt em. Em đã từng hỏi mình muốn đi hay ở. Ngay cả trước khi gặp anh, em cũng luôn tự hỏi câu đó. Rồi em lại quay trở về lý do ban đầu em đi du học. Là vì muốn sống có ý nghĩa hơn, Ryan ạ. Mà sống có ý nghĩa với em là thỏa sức khám phá những gì em muốn, là được tự do phiêu bạt và sẵn sàng cống hiến. Ngừng lại một chút, tôi hít thật sâu, cố gắng mở to mắt nhìn vào mắt anh, dù ánh sáng hắt ngược làm khuôn mặt anh mờ vào bóng tối. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào má anh, khẽ vuốt và nói: những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em nhận ra mình tham lam hơn những gì em nghĩ, rằng em muốn đi đến nhiều nơi hơn nữa, không chỉ bó hẹp ở Pra hay quê hương em. Và bằng cách này hay cách khác, dù em không trở về quê hương mình, em vẫn có thể đóng góp cống hiến xây dựng nó. Nhưng Ryan, Pra là duyên phận của em, anh cũng là điều tình cờ ngọt ngào nhất, vì vậy em cũng không nỡ xa rời. Anh thường nói tham lam là điều không tốt. Ryan, anh nói xem, phải làm gì với con người tham lam là em đây? Ngay lập tức khi tôi dứt lời, anh kéo mạnh cánh tay tôi và ôm tôi vào lòng thật chặt. Môi anh dán lên trán tôi và cánh tay thì siết chặt trên vai và eo tôi. Hơi ấm và mùi hương từ cơ thể anh tràn ngập khoang mũi tôi. Hít thật sâu cũng thật khẽ cảm giác dễ chịu vào lồng ngực. Tôi nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Anh cũng im lặng, chỉ có hơi thở đều đều vang lên như hòa vào nhau, nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã ôm nhau lâu như thế nào. Và khi chúng tôi buông nhau ra, mặt trời đã ngả về sau ngọn tháp cao vút của nhà thờ, để lại một màu đỏ dáng chiều đỏ ối. Anh nắm tay tôi thật chặt, dẫn tôi đi ra khỏi nhà thờ, hòa vào đám đông đang tản bộ trên con đường lát những hòn sỏi to như quả trứng. Khi tôi nghĩ mình không chịu đựng nổi sự im lặng, muốn lên tiếng phá vỡ nó, thì anh nói với tôi, ánh mắt vẫn nhìn thẳng. Kylie, cảm ơn em đã nói thật những gì em nghĩ với tôi. Tôi hiểu những gì em nghĩ, và tôi muốn em biết rằng gặp em thật sự là một điều kỳ diệu bất ngờ. Xin lỗi vì đã ích kỷ muốn giữ em lại cho riêng mình. Ơn Chúa, hãy làm những gì em cho là đúng, đi bất kỳ đâu em muốn. Tôi sẽ cố gắng để luôn bên em khi em cần. Cho phép tôi chứ? Nếu nói không cảm động, nhất định là nói dối. Lúc này tôi đang cảm động rối tinh rối mù ấy chứ. Tôi sợ mình bật khóc nên chỉ dám gật đầu lia lịa, rồi lao vào vòng tay anh thêm lần nữa, siết chặt không buông. Phương Đông từng có câu, đại ý, kiếp trước ngoảnh đầu 500 lần, đổi lại kiếp này một lần lướt qua nhau. Khi Ryan nghe tôi giải thích đã từng cười nhạo trêu rằng, chúng tôi kiếp trước chắc đã quay lại nhìn nhau đến sái cổ mới có thể đổi lại cơ hội gần nhau như thế này. Tôi lúc ấy không nói lại anh, nhưng nếu đó là sự thật, thì tôi thầm khen ngợi bản thân kiếp trước đã thông minh và sáng suốt biết bao để quay lại nhìn đúng người đến vậy. Nếu trên đời này thực sự tồn tại những sợi tơ duyên, tôi nghĩ Pra, Ryan và tôi, những sợi tơ đã quyện chặt vương vấn không buông từ lâu lắm rồi.
Bạn thân mến, mỗi cuộc tình ta đi qua đều để lại trong ta một điều gì đó. Có thể là một cái kết trọn vẹn, cũng có thể là những bài học. Nếu trong cuộc sống có nhiều điều ta cần phải học, thì tình yêu chính là thứ ta phải học rất nhiều. Mỗi một lần đổ vỡ, tổn thương sẽ giúp ta trưởng thành hơn khi bước vào một tình yêu mới. Để rồi ta sẽ bớt nông nổi, dại khờ, sẽ học cách yêu người êm đềm, vững chãi. Mở đầu chương trình, xin mời các bạn cùng lắng nghe 10 bài học rút ra từ tình yêu quá đúng khiến ai cũng phải gật gù. 1. Thứ dễ thay đổi nhất chính là lòng người. Người có thể làm mọi thứ để bạn cười, một ngày nào đó cũng có thể sẽ không còn muốn làm gì cả khi bạn khóc. 2. Những lời ngọt ngào khi yêu, nghe cho vui chứ đừng tin. 3. Người yêu bận rộn không phải vì họ không có thời gian, đa phần là bởi vì không còn tình yêu nữa. Không đủ thương thì sẽ không quan tâm, không quan tâm nữa thì gặp gỡ để làm gì. 4. Người cũ của người yêu không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất là người mình yêu còn yêu người yêu cũ. 5. Mãi mãi không phải 5 năm, càng không phải 50 năm hay 100 năm. Mãi mãi không phải là một từ chỉ thời gian, mà là thời điểm. 6. Đừng ghen với bạn của người ấy, cũng đừng ghen với người yêu cũ, em gái hoặc anh trai người ta. Nếu họ không ngoại tình, bạn càng ghen sẽ khiến bản thân càng nhỏ nhen, mà càng nhỏ nhen thì sẽ càng xấu xí, còn càng xấu xí thì sẽ càng khiến người khác không thể yêu thêm được. Nếu họ thực sự thay lòng đổi dạ thì bạn càng không thể làm gì. Rời bao nhiêu ngọn núi mới có thể làm một người không còn thương mình trở nên thương mình lại đây. 7. Có những chuyện mình biết không nên nói ra mới là thông minh, tinh tế. Có những chuyện mình chưa tỏ tường, vẫn phải vờ như là mình hiểu mới là ngu ngốc một cách đáng yêu. Hãy nhớ, ngốc quá sẽ bị người khác chán ghét, khôn quá sẽ khiến người ta sợ hãi. Tất cả mọi chuyện chỉ nên chừng mực. 8. Tình cảm càng nồng ấm lúc ban đầu, lúc sau cùng sẽ càng lạnh giá. 9. Nước mắt sẽ khiến người khác cảm thấy phiền phức mà chán ghét. Mạnh mẽ sẽ khiến người ta cảm thấy quen thuộc để trở thành vô tâm. Bản thân mỗi người nên tự biết cân bằng. 10. Bạn có thể học 2.546 cẩm nang yêu đương, đọc 12.583 quyển ngôn tình cũng chỉ có thể dùng nó để tham khảo mà thôi. Trong chuyện tình cảm, không có một cách nào để làm không thành có. Không có chuyện một người vốn dĩ không thương mình sẽ thương mình. Nếu có cũng chỉ là thương hại, chứ chẳng phải là thật lòng thương yêu. Theo Bestie, bạn thân mến, những bài học tình yêu dù tâm đắc đến đâu cũng chỉ dùng để tham khảo. Mỗi người một cuộc đời với những cuộc tình khác nhau, có những thứ phải tự mình trải nghiệm mới thấy thấm thía. Duyên phận cho chúng ta có cơ hội gặp gỡ, nhưng chính chúng ta phải quyết định cách yêu một người. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe chuyện ngắn Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận của tác giả Thanh Vân. Hà Nội, những ngày cuối đông, thay vì bận rộn với công việc hay lo toan chuyện học hành, Thanh cho phép bản thân mình được nghỉ ngơi, không tụ tập bạn bè, không online Facebook, không phố xá ồn ào, không nhịp sống hối hả đầy lo toan. Cô chọn cho mình một góc nhỏ ở quán cà phê, chỉ dành riêng cho những ai còn cô đơn. Bạn nhân viên chạy đến và đưa Thanh bản menu. Cô đọc lướt qua rồi dừng lại ở một cốc cà phê đen không đường. Có vẻ bạn ấy hơi ngạc nhiên trước sự lựa chọn của cô. Mọi lần đến đây, Thanh đều chọn những đồ uống có hương vị ngọt ngào như dâu tây hay sô-cô-la chẳng hạn. Thanh mỉm cười và nhắc lại một lần nữa. Bạn cho mình một cà phê đen không đường, cảm ơn. Vâng, chị vui lòng chờ em trong ít phút. Cà phê đen, biết là sẽ rất đắng, nhưng lại không muốn bỏ thêm đường. Thanh cũng không biết tại sao, hương vị đó thật khó uống, nhưng có sức hấp dẫn đến kỳ lạ. Bất chợt radio phát sóng chương trình, bạn hãy nói cùng chúng tôi. Thanh chú tâm lắng nghe đoạn hội thoại giữa chuyên gia tư vấn và độc giả. Chào chương trình, em năm nay 20 tuổi, vừa mới chia tay bạn trai. Em yêu anh ấy rất nhiều, hy sinh tất cả mọi thứ vì họ. Vậy mà anh ấy vẫn phản bội em. Em thực sự rất buồn, giờ em phải làm sao ạ?
Thành nhấp một ngụm cà phê rồi mỉm cười. Nụ cười đó không hề có ý nghĩa chê bai hay nhạo báng gì cô gái kia, mà bất giác Thành nhìn thấy bóng dáng mình đâu đó. Tuổi 22, cô bước chân vào đời với tất cả nhiệt huyết thanh xuân. Cô từng nghĩ trong tình yêu, cứ cho đi, nhất định sẽ có ngày được nhận lại. Nhưng đâu phải ai cũng biết cách cho đi đúng nghĩa và người nhận lại có thật sự xứng đáng hay không. Hai từ duyên phận đã giết chết bao nhiêu cặp tình nhân rồi. Con người vẫn hay lấy hai chữ duyên phận ra để an ủi bản thân mỗi khi gặp một chuyện gì đó không như ý muốn trong tình yêu. Thành cũng vừa mới kết thúc một mối tình mà người ngoài cuộc vẫn nói với cô. Hai em chỉ có duyên mà không có phận, nợ nhau kiếp trước có bấy nhiêu thôi, kiếp này đến trả nợ, trả xong rồi thì rời xa, nhân duyên có vậy, cưỡng cầu níu kéo cũng chẳng được gì. Cô gặp Nam vào những năm tháng tuổi trẻ, khi ấy ai cũng có hoài bão riêng, chỉ chạm nhau ở sự đồng điệu về tâm hồn. Ở họ có đủ những thứ mà cả hai đang tìm kiếm, nhưng họ lại không biết giữ. Em đợi anh lâu chưa? Tiếng Hiếu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Cũng mới thôi ạ, anh ngồi đi. Nhìn gương mặt buồn bã của cô, anh gần như đã đoán ra câu chuyện. Trước mắt anh không phải là một cô gái vui vẻ, đầy sức sống như anh vẫn thường thấy, mà thay vào đó là đôi mắt sưng húp, gương mặt tái nhợt. Khó khăn lắm Thanh mới nói ra được mấy từ. Em và anh Nam chia tay rồi. Tại sao lại chia tay? Anh ấy nói không còn yêu em nữa, em không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hôm đó Thanh đã khóc rất nhiều, cô từng nói chỉ khóc trước mặt ai đó khi đã quá bất lực với hiện tại. Anh dành cả buổi tối chỉ để ngồi nghe cô kể. Những lúc yếu mềm nhất, cô cũng không cho ai lau hộ những giọt nước mắt. Chính anh cũng thấy bất lực khi không thể giúp gì được cho cô. Giá như nỗi đau có thể chuyển từ người này sang người khác, thì anh sẵn sàng nhận lấy chúng. Bẵng đi một thời gian, khi anh đang bận tư vấn cho khách hàng, thì chợt nhận được tin nhắn từ cô. Anh Hiếu à, mai anh rảnh không? Anh em mình cà phê tán gẫu tí đi. Hẹn anh 20 giờ tối mai chỗ cũ nhé. Cho dù bận như thế nào thì anh vẫn luôn dành trước cô gái này. Cuối cùng sau 2 tháng cô cũng chịu xuất hiện. Anh vui vẻ hồi âm lại. Anh rảnh mà, thế mai anh qua đón em rồi mình cùng đi nhé. Anh vẫn luôn tò mò về sự bí ẩn của cô suốt 2 tháng qua. Khi nào cũng thấy nick cô sáng mà lại chẳng hoạt động gì cả. Thỉnh thoảng chỉ thấy cô thay ảnh đại diện rồi biến mất. Đồng hồ điểm 20 giờ cũng là lúc cô bước vào quán. Trước mắt anh là cô gái xinh đẹp, tự tin trên đôi giày cao gót, diện chiếc váy xẻ với chiếc áo khoác len mỏng dài, mái tóc ngắn xoăn từng lọn bồng bềnh, trông cô thật khác với hình ảnh 2 tháng trước. Thật sự cô rất đẹp với bộ trang phục và lớp phấn son trang điểm, nhưng thật ra với anh, chỉ cần cô cứ tự nhiên, giản dị cũng đủ làm thổn thức trái tim người đối diện rồi. Em dạo này thế nào? Em vẫn ổn, thậm chí rất ổn. Chỉ mới 2 tháng trước, Thành còn không tin vào sự thật, vẫn cố gắng hỏi tình cảm nói hết là hết được sao. Hôm trước vẫn còn mặn nồng, thế cứ sao giờ lại chia tay. Thành đã sống những ngày tháng mông lung, ngờ vực và bế tắc trước sự im lặng đến lạnh lùng của Nam. Cứ thế họ rời xa nhau trong sự tiếc nuối. Em sống vui vẻ và xinh đẹp lên thế này là anh yên tâm rồi. 2 tháng qua em đã làm gì vậy? Em học thêm ngoại ngữ mới, tham gia lớp nhảy hiện đại, thỉnh thoảng đi du lịch cùng hội bạn. Em tập trung mọi thứ vào bản thân và tìm câu trả lời cho chính mình. Tìm câu trả lời cho chính mình? Đừng nói là em vẫn còn liên lạc với cậu ấy để cố tìm lời giải thích đấy nhé. Đó không phải là cách tốt nhất đâu. Nếu cứ như vậy, thì làm sao em có thể đứng lên được? Cô mỉm cười. Em và Nam đâu còn liên lạc gì với nhau nữa, chỉ là em đã nhìn thấu và hiểu rõ chính mình thôi. Em và anh ấy đến với nhau bằng sự chân thành, không ai muốn lừa dối ai, không ai ruồng bỏ ai cả, chẳng ai muốn kết cục lại chia tay. Chúng ta mất 12 năm học hành, thêm 4 năm đại học, 2 năm thạc sĩ, cho đến khi ra trường vẫn chẳng hiểu cách yêu là gì. Có lẽ em và anh ấy gặp nhau không đúng lúc, nhưng vẫn cảm ơn anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời mình. Giờ ai cũng có cuộc sống của riêng mình. Em không còn tiếc nuối nữa mà sẽ học cách yêu người đến sau trọn vẹn hơn. Nếu tình yêu lận đận, xin đừng đổ lỗi cho duyên phận. Hãy đổ lỗi cho quyết định của mình ngày hôm đó.
đừng bao giờ đem cách yêu của mình áp đặt lên đối phương và nghĩ họ cũng yêu lại mình theo cách tương tự. Nếu như ở đời cái gì cũng cần phải học, thì yêu là thứ bạn chắc chắn cần phải học rất nhiều. Nếu yêu thích blog video, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.